tập phim Những đôi chân xinh. Một cây số mỗi chân rồi, đường còn xa lắm không? Một cây số mỗi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giày. Sao lại tội nghiệp đôi giày? Thì mình đi càng nhiều, đôi giày càng mệt. Vậy thì đi chân không đi. Không được, vậy thì tội nghiệp đôi chân. Cái đồ rắc rối. Tớ nói đúng mà. Nắng nóng, băng tuyết, gai nhọn, đường gồ ghề. Nếu không có giày dép, bạn phải làm sao? Với mong muốn nâng niu bàn chân, người cổ đại từ 8.000 năm trước đã nhanh chóng phát minh ra phiên bản đầu tiên của giày dép. Đó chính là những miếng da thú được may lại quấn xung quanh bàn chân. Tuy nhiên, hai chiếc giày lúc đó hoàn toàn giống nhau, không phân biệt được chân trái hay chân phải. Mãi rất lâu về sau, họ mới thiết kế lại đôi giày hoàn chỉnh cho hai bàn chân đó. Ngoài chất liệu bằng da, con người còn sử dụng rơm, lá cọ để làm giày nữa. Nhẹ nhàng êm ái, thoải mái vô cùng. Tôi biết rồi, cậu khỏi cần mang giày dép chi nữa. Cậu cứ lấy lá quấn chân như người cổ đại đó. Lá nào hư thì lấy lá khác thay. Sao tôi thông minh dữ vậy nè? Không được đâu, lỡ đạp chúng gai nhọn thì đau lắm. Mệt cậu quá à, ai kêu đi mà không nhìn được. Thấy gai thì phải tránh chứ. Vậy lúc nào tớ cũng phải cúi gằm mặt xuống để tránh gai nhọn hả? Dáng cậu đi rất là đẹp ha. Nước ta có một loại dép tiếng tăm lừng lẫy, nhất là vào thời kỳ chiến tranh. Xin giới thiệu với các bạn dép cao su, còn được gọi là dép lốp vì làm từ lốp xe. Đây là người bạn đồng hành với anh chiến sĩ trên mọi nẻo đường. Không chỉ nhẹ và êm, dép cao su rất lợi hại khi lội nước, lội bùn hay chẳng may giẫm phải vật nhọn. Bảo vệ đôi chân thôi vẫn chưa đủ, con người còn muốn dùng giày dép để làm đẹp nữa kia. Năm 1533, một cô tiểu thư người Ý được gả cho một ông vua Pháp. Vì vóc dáng khá nhỏ bé, nên cô đã sai người làm riêng cho mình một đôi giày cao gót để cao hơn khi đứng kế chú rể. Và giày cao gót ra đời từ đó. Giày dép đúng là có nhiều công dụng thiệt đó. Tất nhiên rồi, để bảo vệ đôi chân nè, tăng chiều cao nè. Giày cao gót còn dùng cho những người lùn như cậu. Cậu nói ai lùn? Tớ đùa thôi, cậu có biết giày dép còn dùng làm gì nữa không? Đợi xíu, tôi suy nghĩ. Để tạc lon, để chợ nhau. Tạc lon. Trời đất, sao lại là tạc lon? Ủa, hồi nhỏ cậu tạc lon bằng cái gì vậy? Ý mình không phải vậy, giày dép còn có công dụng khác nữa kìa. Tôi không biết, tôi chỉ biết tạc lon thôi, chơi tạc lon. Bạn biết không, giày dép còn trở thành biểu tượng của một số quốc gia đó. Đến đất nước Hà Lan, bạn không thể bỏ qua đôi guốc gỗ dễ thương. Ngày xưa do đất đai luôn ngẫm ướt, lầy lội, người dân Hà Lan đã sáng tạo ra guốc gỗ để đi lại thuận tiện. Anh bạn guốc gỗ biến hóa giỏi lắm nha. Khi ở ngoài đồng thì mộc mạc, không sơn phết gì cả. Khi dự lễ hội thì lại sặc sỡ họa tiết. Còn khi dùng để trang trí, anh ấy có đủ kích thước và đặc biệt hơn. Đây là trợ thủ âm thanh đắc lực của những nghệ sĩ đường phố khi biểu diễn nữa. Vậy là ngoài tạc lon ra, giày dép còn có thể làm nhạc cụ nữa. Tôi khoái rồi nha. Mà phải guốc gỗ mới được, chứ giày bình thường không phát ra tiếng kêu đâu. Nhưng chỉ mỗi Hà Lan có guốc gỗ gõ thôi hả? Tôi
Tôi muốn có một đôi, cậu mua tặng tôi đi. Khoan đã méo, ở nước Nhật cũng có nữa nè. Hàng độc luôn, cậu xem đi rồi mua sao. Sao không nói sớm? Đi lẹ đi, đi. Không kém cạnh Hà Lan, đất nước Nhật Bản cũng sở hữu một phát minh rất độc đáo. Quốc gia ta, sự kết hợp tuyệt vời giữa hút gỗ và dép xỏ ngón, phụ kiện không thể thiếu khi mặc kimono. Quai guốc được làm bằng vải mềm mại, có thể thay dễ dàng. Dưới đế guốc có gắn hai miếng gỗ nhỏ, nên mỗi khi bước đi, kê ta lại phát ra tiếng lọc cọc, lách cách đặc trưng, nghe rất vui tai. Hình dạng phổ biến có lẽ là bầu dục dành cho các bạn gái và hình chữ nhật cho bạn trai. Vì quốc gia ta khác cao, mọi người còn mang nó đi trời mưa hoặc tuyết rơi. Cậu mặc đồ như vậy mang quốc gỗ sao được? Nhìn buồn cười lắm. Ai nói cậu tôi sẽ mang trên chân? Chứ cậu tính làm gì? Tôi sẽ lấy guốc gỗ để đi tạc lo. Trước khi ta đi tạc lo, ta có một câu hỏi dành cho các bạn khán giả nè. Các bạn ơi, dép lốp làm từ cái gì vậy ta? A. Lá cây. B. Rơm rạ. C. Nhựa dẻo. Và D. Lốp xe. Các bạn nhớ đón xem chương trình vào lớp 17:10 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Mọi chi tiết xin liên hệ vào hộp thư điều chúng mình chưa biết a@hypencil.com. Còn bây giờ thôi, tôi tạc lon đây. Méo, đợi tớ. Xin chào và hẹn gặp lại.